FST7 Duy Nguyễn, tinh hoa thể hình hội tụ. Gồng liên tục luôn, gồng liên tục luôn, đừng ngã gồng, nín thở được, gồng liên tục. Bây giờ cũng giữ lại không? Đó, 2 7 là liên. Ok. FST7 là gì? Nhắc lại lần cuối, tập 7 set. Đúng không? Mỗi set 7 nặng, 7 căng, nghỉ 7-7-4-9 giây. Ok. Trong giáo án FST7 á, đi được tới set thứ 6 á, đó là sự cố gắng rất là nhiều. Set thứ 7 á, là chúng ta phải cố gắng nữa. Nè, cái đoạn vô á, ép giữ lại. Cái đoạn ra thì nó không cần ép nữa, đoạn ra để liên tục vô được. Cho cái cơ tay nó gồng liên tục, mà khi cơ tay gồng liên tục, cần không gồng liên tục. Tức là nguyên nhóm cơ trên mình nó gồng liên tục mà đấy, nó bơm máu vô mạch máu nó nổi ven. Háp răng nè. Háp răng. Xong rồi thứ hai là mình chuyển về mức trung bình ở đây. Xong rồi thứ ba mình chuyển về mức low là dưới đây. Phần còn lại là của bạn Lưu Trân. Bạn có vượt qua được không? Bạn có vượt qua được thử thách vượt qua chính mình hay không? Vượt qua chính mình ở Thor Gym quận 9 với sự hướng dẫn của Di Nguyễn. Chào mừng các bạn đến với Thor Gym quận 9, tọa lạc tại số 10 Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, quận 9. Và lý do Di Nguyễn có mặt ở đây là để đồng hành cùng các nhân viên của trung tâm THOL Gym quận 9 khai tạ đầu năm 2021 phục hồi mạnh mẽ hơn sau những biến cố đau thương của năm 2020. Và cũng thay lời cho công ty BBT cảm ơn đến tất cả, chúc Tết đến tất cả quý khách hàng thân yêu của trung tâm Thor Gym. Và ngày hôm nay Duy Nguyễn tập ở đây hai nhóm cơ là cơ ngực và cơ bụng xiên, với sự đồng hành cùng với một ngôi sao trẻ đang lên của Thor Gym chúng tôi, đó là bạn Luân Trần, phụ trách sale bên quận 9 luôn nha các bạn. Đây là bạn Luân Trần. Chúng ta cùng một tràng pháo tay và cổ vũ tinh thần cho bạn này, để bạn này tự tin hơn, cống hiến nhiều hơn cho Thor Gym cũng như cho cộng đồng Gym Biz Việt Nam. Ba set trên cái khung này, khung là khung Háp Rắc ở Việt Nam, Duy nghĩ chỉ có mình tại HOL là có khung Háp Rắc dùng để tập tất cả mọi thứ, và hôm nay Duy sẽ dùng để tập ngực. Tập ngực nha các bạn. Khởi động 3 set theo nguyên tắc top down từ trên xuống 12, 8, 4. Và bây giờ Duy sẽ làm trước. Bạn Luân Trần đã vượt qua khá tốt phần khởi động nhóm cơ ngực. Bây giờ chúng ta sẽ rời lầu 3 đi xuống lầu 2 để chúng ta bung sức trên hai thiết bị PA đẳng cấp. Và chúng ta sẽ tập bài PA Press trước. PA Press trước xong rồi tới PA Fly. Hai bài tinh hoa của tập ngày hôm nay. Mời các bạn đón xem. Duy Nguyễn và Luân Trần sẽ tập FST7 dành cho lão tướng trên cái máy PA Press. Đọc ngắn gọn là BA Press, bên kia nó là cái BA Fly. Đếm tà lưng. Come on baby. Nè ép nè. Bao giờ cũng giữ lại không? Đó. 2 3 4 5
Còn ba trô á, thoải mái. Đó, đúng rồi đó. Ừ. Nó kêu là hôn đít đó. 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 Gồng lại dứt dứt vũ luôn. Đó. 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 Nữa, nữa, nữa. Ờ, nữa, giữa giữa thôi. Ờ, ok, gồng liên tục luôn. Gồng liên tục luôn. Gồng liên tục luôn. Đừng nhả gồng, nín thở được. Gồng liên tục. Buông cái cuối. Ok. Đó, thấy khác liền chưa? Em thấy khác khác hồi nãy không? Tập xong chơi hà Mông Công luôn. Vũ nó lên một cục mà nó nhức trời ơi luôn. Chỉ có BVT mới có cái máy này thôi. Giữ liên tục gồng nha. Mấy cái này là phải gồng. Ờ ok. Xẹt cuối. Bye bye tình yêu. 2 3 4 5 6. Giờ nó chịu hết nổi, nó hắt nhẹ nhẹ rồi đó bạn. Nó hắt nhẹ nhẹ rồi đó. Đủ không ta? Thôi kệ đi, tha đi, không biết đủ không nữa. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập thứ hai, cũng là linh hồn của giáo án FST7 dành cho lão tướng Duy Nguyễn. Đó là bài tập cánh bướm hoàng hôn trên phiên bản máy PA series. Bài tập này giúp chúng ta phồng cơ ngực, căng cơ ngực, khích khe ngực. Nó tạo cho một cái độ ngực của bạn nó có những cái sợi cơ chẻ ngang, thấy không? Nó lean nó mới có được cái đó. Và bây giờ chúng ta phải tìm lại hành trình lean. Nha các bạn, Tết xong nó cũng hơi ú một chút xíu. Giờ phải tìm lại hành trình lean. Vô! 7 7 7. Rồi bây giờ chúng ta uống intra workout mua tại BBT. Đó, Mỹ Đế 2N để chúng ta tăng cái độ tập trung. Chuẩn bị 3 set cuối cùng cực kỳ quan trọng trong giáo án FST7 dành cho lão tướng. Hơi! Hoa! Ba! 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 Ba!
thấy mới vô hàng có khác các bạn ha. Cái này là tự tập thôi chứ đỡ mới đỡ sao luôn á. Gán ép vậy không hắt hành đẩy nha. Cái này hắt hành đẩy được. Hơi. Hơi. Ơi. Ba. 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 Còn set nữa. Còn em mà chưa cần phải cổ vũ. Vô. Phần Duy Nguyễn đã xong của do FST7 cơ ngực. Bây giờ Duy Nguyễn chuẩn bị lên lầu tập cơ bụng. Phần còn lại là của bạn Lưu Trân. Bạn có vượt qua được hay không? Bạn có vượt qua được thử thách vượt qua chính mình hay không? Vượt qua chính mình ở Thor Gym quận 9 với sự hướng dẫn của Duy Nguyễn. Cố lên! Mình chơi game nha, tập cuối cùng cái đầu cái cuối cùng phải ép vô giữ 3 giây. Tập sao tập? Cái cuối cùng ép vô giữ 3 giây. Bảo đảm mà làm nổi đâu. Khó lắm. Chờ xem. Có nổi không? Nổi không? Mày sung quá vậy mày. Đâu nổi đâu không? Không, không bao giờ nổi. Ok, miễn cưỡng chấp nhận bạn đã vượt qua. Chúng ta cùng một like cho bạn Lương Trần. Tập trên cái máy này AB Crunch là, nhưng mà cái hai máy này PPL nó khác so với bên quận 12. Chỉ có bên quận 9 có máy này thôi. Chỉ bên quận 9 thôi các bạn. Bây giờ anh và Luân sẽ tập bụng một bài duy nhất 7 set mỗi bên, hai bên cộng là 14 set, tập liên tục không nghỉ. Tức là anh tập xong rồi anh đi ra tới em vô. Bảy, tám, chín, mười, mười một, mười lăm, chín, mười, mười một, mười hai. Để các bạn có thể đồng hành cùng buổi tập của chúng tôi, các bạn cần phải có re workout và intra workout của BBT. Cái đó là không thể khác nha các bạn. Tám, chín, mười. Nè. Đó. Trên, trên, dưới, thấp. Năm, sáu, bảy, tám. Bảy, tám, bảy, tám, chín, mười, một.
10 cái cũng được. Nửa xếp năm qua đi vô. Hết sức năng. Trong giáo án FST7 á, đi được tới xét thứ 6 á, đó là sự cố gắng rất là nhiều. Xét thứ 7 á, là chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Mà trước khi làm xét thứ 7 thì các bạn cố gắng uống gì đó, một gì đó để phục hồi năng lượng, để chúng ta tăng cái độ tập trung. ATP của mình nó quan trọng lắm các bạn. Ta đã hoàn thành được set tập 7 set mỗi bên, 2 bên 18 set cho nhóm cơ bụng xiên. Từ 4 tập bạ thiếu oxy mà nói được vậy là khá rồi mấy em. Từ 4. Rồi ok. Xong bụng. Bye bye các bạn. Cardio tùy thích. Muốn cardio cái gì đó thì cạt. Ở dưới lầu 2 á, quá trời máy cardio luôn. Từ 15 phút tới 30 phút. Không có gì để chỉ cardio hết á. Quan trọng á
là chỉ các tập dáng FST7 dành cho lão tướng và ngày khai tạ đầu xuân quan trọng mà nông dân nó có lễ tịch điền. Còn Duy Nguyễn có khai tạ đầu xuân ở tất cả các trung tâm chi nhánh của Thor Swim ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Một lần nữa các bạn hãy ủng hộ cho sự vươn lên của ngôi sao trẻ tuổi lưng chân. Xin chào các bạn, và đây là lúc mà buổi tập FST7 nhóm cơ ngực và bụng. Mình rất là may mắn khi mà được tập với anh Duy ngày hôm nay. Và cái cảm giác của mình hiện tại đó là mình đã có kinh nghiệm gần 10 năm đi tập rồi, nhưng thú thật là ngày hôm nay cảm giác tập luyện giáo án FST7 cùng với anh Duy thì cảm giác mình chưa bao giờ có. Một cảm giác mà cái cơ của bạn nó được kích thích theo một cái cách mà vô cùng đặc biệt, và nó được kích thích vô cùng đa dạng với những cái thiết bị mà chỉ có THOL Gym mới có, và nó đã hỗ trợ rất là tốt để mà mình có một cái buổi tập mà vô tiền khoáng hậu trong suốt gần 10 năm tập luyện của mình. Và hôm nay mình rất là cảm ơn anh Duy đã dành thời gian đến và cùng mình tập một cái buổi tập thật là tuyệt vời tại trung tâm THOL Gym quận 9. Một lần nữa cảm ơn anh Duy rất là nhiều, và hy vọng là các bạn sẽ thích những cái video như thế này để THOL Gym cùng tạo ra thật là nhiều những cái video hữu ích gửi đến quý khán giả. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.